kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin truyền hình xây dựng của báo điện tử Xây dựng. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong tuần qua, kính mời quý vị cùng theo dõi. Khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà Quốc hội Lào. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Hà Nội, gần nghìn hộ dân New Horizon City mỏi mòn chờ sửa đỏ, lỗi tại ai? Hà Nội đang áp dụng quy định mới về hệ số điều chỉnh giá đất. Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều 20 tháng 3 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội Lào với Ban Quản lý Dự án, Tổng thầu Binh đoàn 11 thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng thầu Binh đoàn 11 cho biết nhiều hạng mục của tòa nhà bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt kỹ thuật. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cung cấp vật tư thiết bị, thông gió, điện, xi măng, gạch ốp lát cho dự án. Trước tình hình trên, Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu Tổng thầu dự án có phương án khắc phục khó khăn phát sinh do dịch COVID-19 từ đầu cấp châu Âu, thị trường bên Lào, có giải pháp dự phòng trong và ngoài công trình nếu như có công nhân không may bị nhiễm bệnh để cách ly an toàn, chuẩn bị tốt cho các tình huống bất khả kháng có thể làm chậm trễ tiến độ dự án. Bộ Xây dựng sẽ có văn bản báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội Lào cho ý kiến, đề xuất giải pháp tạo điều kiện trong thông quan hàng hóa để sớm cung cấp vật tư, thiết bị, hỗ trợ y tế và thủ tục cấp visa công vụ, lưu trú cho cán bộ, công nhân nhằm đáp ứng tiến độ đề ra của dự án. Ngày 20 tháng 3 tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì lễ công bố và trao quyết định số 386 QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Long, Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng chúc mừng ông Lê Minh Long được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tín nhiệm, trao trọng trách mới, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, ông Lê Minh Long sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Phát biểu cảm ơn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, tân Phó Vụ trưởng Lê Minh Long cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Ngày 18 tháng 3, Tổng công ty xi măng Việt Nam Vsem tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Nam Khánh, thành viên hội đồng thành viên Vsem, giữ chức vụ Tổng giám đốc Vsem. Tới dự buổi lễ có đồng chí Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng lãnh đạo một số vụ thuộc Bộ Xây dựng và đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chúc mừng lãnh đạo Vsem, chúc mừng đồng chí Lê Nam Khánh được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Tổng công ty xi măng Việt Nam. Là doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng, trụ cột của ngành xi măng Việt Nam, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vsem luôn quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ là gốc cho mọi thành công. Trong tình hình hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 đang tác động trực tiếp đến nhiều quốc gia và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Thứ trưởng tin tưởng đồng chí Lê Nam Khánh sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, đoàn kết, quy tụ lực lượng có trí tuệ, chuyên môn và nhiệt huyết để vượt qua mọi thử thách hoàn thành nhiệm vụ. Sáng 20 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cho ông Takuya Kudo, bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Takuya Kudo trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Đại sứ quán Nhật Bản, Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản và các tổ chức cơ quan đơn vị thuộc Chính phủ Nhật Bản. Bày tỏ sự vui mừng khi được Bộ Xây dựng trao tặng phần thưởng cao quý nhất của ngành xây dựng Việt Nam, ông Takuya Kudo cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Bí quyết để Nguyên Kha có một cuộc sống thảnh thơi.
đó là lựa chọn ứng dụng Aribank E-Mobile Banking. Ứng dụng không chỉ đem lại sự thuận tiện trong các giao dịch tài chính, mà còn mang đến rất nhiều tiện ích tuyệt vời. Đặt vé máy bay siêu nhanh, đặt phòng khách sạn với 2.000 lựa chọn, đặt vé tàu xe trong tích tắc, đặt vé xem phim tiện lợi, quét mã VNPay QR thanh toán cực nhanh. Tất cả được gói gọn trong một ứng dụng. Hãy tải ngay ứng dụng Aribank E-Mobile Banking để trải nghiệm cùng Nguyễn Khang nhé. Đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa, đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chốn an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa. FLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. Trôi với ngàn mây trên chuyến tàu hỏa leo núi hiện đại nhất Việt Nam. Hòa mình giữa núi rừng Tây Bắc xinh đẹp. Tìm những giây phút tĩnh lặng giữa chốn bồng lai. Đến với đỉnh thiêng du hành cõi Phật. Đừng bỏ lỡ chuyến du ngoạn xuyên trời mây, say mê chẳng muốn rời. Sun World Festival Legend, nơi gặp gỡ đất trời. TH Tuner, sữa hạt ngon lành cho ngày tươi xanh, cho năng lượng tích cực, cho thể lực dẻo dai, cho trí lực nâng cao, cho dáng đẹp eo thon, cho niềm vui ăn uống. TH Tuner, sữa hạt ngon lành cho ngày tươi xanh. Bình yên, sang trọng và khác biệt. FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long với 260 căn biệt thự nghỉ dưỡng có bể bơi riêng, sân golf 18 hố độc đáo, căn hộ khách sạn 5 sao 21 tầng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến phong cách sống đẳng cấp, chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long kỳ thú từ trên cao. FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort, kỳ quan đứng giữa kỳ quan, một sản phẩm của tập đoàn FLC. Nhiều ngày qua, hàng loạt băng rôn biểu ngữ đỏ dập trời được căng lên tại dự án New Horizon City, địa chỉ số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hà Nội, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam Vinaenco làm chủ đầu tư. Nguyên nhân được cư dân cho rằng việc chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan quản lý nhà nước và một số hạng mục thi công sai thiết kế ban đầu đã dẫn tới việc chậm trễ cấp sổ đỏ cho gần 1.000 căn hộ. Ghi nhận tại dự án, cả 4 tòa nhà cơ bản đã có người dân vào ở. Do có bức xúc, nhiều hộ dân treo băng rôn đỏ với nội dung Vinaenco lừa đảo. Một cư dân cho biết khoảng 300 hộ của dự án đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, gần 1.000 hộ đang bị tạm dừng tiếp nhận hồ sơ vì chủ đầu tư chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và những sai phạm thuộc diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư như tầng kỹ thuật cao hơn thiết kế, hầm sai thiết kế. Chính quyền địa phương tôi chỉ nắm được thôi. Có một số các trường hợp, nhưng mà bây giờ thẩm quyền giải quyết ý thì không phải của phương. Cái việc ý thì thứ nhất là do ban quản lý dự án. Muốn đây cả chỗ Sở Tài nguyên Môi trường, trong hợp đồng người ta ghi rõ cụ thể rồi. Chính quyền chỉ nắm được và có kiến nghị thôi, chứ không làm gì đâu. Phòng quản lý đô thị với cả phòng tài nguyên môi trường xuống làm việc mấy lần. Tìm hiểu được biết, tại văn bản số 954 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 2, nguyên nhân việc tạm dừng trên là do sở này chưa nhận được hồ sơ. Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện chủ đầu tư đã thực hiện khắc phục các sai phạm và nghĩa vụ tài chính tại dự án. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, sở này đã gửi văn bản tới Vinaenco và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà cho biết, việc Vinaenco là đại diện chủ đầu tư liên danh chủ đầu tư theo hợp đồng ủy quyền để ký hợp đồng mua nhà khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mặt khác, vào ngày 4 tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp nhận phương án kiến trúc sơ bộ điều chỉnh dự án ngày 29 tháng 9 năm 2014 và Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng có thêm các tầng kỹ thuật,
chấp thuận cho chủ đầu tư xây dựng hai tầng hầm chung liên thông của 4 tòa nhà vượt chỉ giới xây dựng 3 mét là vi phạm nghị định của chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Chủ đầu tư xây dựng tầng kỹ thuật tại tầng 5, tòa nhà HH01, tầng kỹ thuật tại tầng 2, tòa nhà N03 có chiều cao tăng 0,9 mét so với phương án kiến trúc là vi phạm điều 68 luật xây dựng năm 2003. Liên ngành gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tiền sử dụng đất tại quyết định số 3433 ngày 21 tháng 7 năm 2011, không đúng quy định tại thông tư số 145 ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính với số tiền hơn 276.395,89 triệu đồng. Trên cơ sở đó, các sở xác định lại tư cách pháp lý chủ đầu tư có quyền được ký hợp đồng mua bán cho người mua nhà theo quy định, xem xét lại việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng thể mặt bằng, xem xét lại việc cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở công trình. Các sở phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư xác định lại nghĩa vụ của chủ đầu tư khi thực hiện dự án và các nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị VINCO và Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà khẩn trương liên hệ với các bên liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính theo quy định. Bà Ti Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi điểm tin bất động sản. Sau đây là những tin tức bất động sản nổi bật trong tuần qua. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020, Nghị định số 25 năm 2020 của Chính phủ thay thế Nghị định số 30 năm 2015, kỳ vọng sẽ gỡ một nút thắt lớn, vốn là rào cản cho sự phát triển của thị trường bất động sản. Qua đó tạo cú hích lớn cho sự phát triển của thị trường bất động sản cả nước. Qua 5 năm thực hiện, Nghị định số 30 đã tạo ra khung pháp lý nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nghị định số 30 đã bộc lộ nhiều vướng mắc và bất cập. Lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư của những doanh nghiệp bất động sản, ngày 28 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định số 30 với nhiều điểm mới, trong đó quy định việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án. Với những thay đổi mang tính bước ngoặt, Nghị định số 25 được kỳ vọng sẽ mở ra một trang mới cho thị trường bất động sản nước ta, từ đó đưa thị trường bất động sản cất cánh trong thời gian tới. Chi cục thuế thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo đề nghị khi tham gia giao dịch, bên mua và bán phải sử dụng hợp đồng chuyển nhượng ghi đúng giá trị thực tế chuyển nhượng giữa hai bên. Hai bên không được thỏa thuận ghi giá trên hợp đồng thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế phải nộp. Nếu bị cơ quan điều tra phát hiện, hai bên sẽ bị xử lý hình sự về tội trốn thuế. Khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ, sẽ chuyển hồ sơ đề nghị công an phối hợp thực hiện chức năng điều tra theo quy định. Lãnh đạo Chi cục thuế thành phố Nha Trang cho biết, khuyến cáo này được đưa ra sau khi một số vụ việc liên quan đến hình thức trốn thuế được Tòa án Nhân dân các cấp tại Khánh Hòa nêu ra. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản ứng phó và vượt qua khó khăn trước tác động của đại dịch COVID-19, trong đó đề nghị 5 kiến nghị nhằm cứu nguy cho thị trường. Đối với các chủ mặt bằng, trung tâm thương mại, Hiệp hội khuyến nghị thực hiện các phương thức hỗ trợ đối tác thuê mặt bằng như giảm giá thuê, giãn tiến độ trả tiền thuê, miễn tiền thuê tạm thời. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng không nên tổ chức các sự kiện đông người, tổ chức các hội nghị trực tuyến. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Song song với đó, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuân thủ triệt để các quy định của cơ quan nhà nước và chỉ dẫn của ngành y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các tập đoàn doanh nghiệp bất động sản cũng được khuyến khích hưởng ứng ủng hộ phòng chống COVID-19 tùy theo khả năng của mình.
Hiệp hội cũng đề xuất hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản về thuế, bảo hiểm, vay tín dụng ngân hàng và những khó khăn trong thủ tục hành chính đầu tư xây dựng dự án trong thời điểm khó khăn này. Theo quyết định, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 theo quy định của pháp luật làm căn cứ để tính thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm, xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê. Về bản chất, khi nhà nước đưa ra khung giá nước dùng giá đất, thì đấy nó là khung giá đất được hình thành, áp dụng một cách chính thức ở trên cái mảnh đất hoặc tại cái vị trí đó. Và cái việc mà hình thành khung giá đất như vậy thì tôi nói thực sự nó cũng là cái việc mà gần như là chúng ta đã sắp xếp cho giá trị đất của khu vực đấy nó sẽ rơi vào trong khoảng như thế thông qua các cái công tác định giá, kiểm tra cũng như là những cái khảo sát nghiên cứu của các cơ quan chức năng. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại khoản 3, điều 3, nghị định số 45 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp K bằng 1,0. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện quyết định này, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc, chủ trì cùng các sở ngành và đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 12 năm 2020. Rossi, thị phần số 1 Việt Nam. TNT Riverview, dự án căn hộ tại 440 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp, nơi trải nghiệm chất lượng sống vượt trội, mang lại nguồn năng lượng tinh khôi cho các chủ nhân chọn nơi đây làm tổ ấm. TNT Riverview, chất lượng quốc tế, giá trong tầm tay. Chi tiết liên hệ hotline 1800 1018. Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin xây dựng số 128 của chúng tôi. Bản tin được phát từ địa chỉ www.báoxayduong.com.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.